Kính thưa quý bà cô bác và quý anh chị Các trang báo ủng hộ đảng Dân Chủ đang ổ ạt đưa tin Là dự đoán cựu Tổng thống Donald Trump bị bắt và kêu gọi biểu tình Ông sẽ bắt trong tư lanh gần đó là những tờ báo hàng loạt đưa tin Theo thông tin vừa qua chúng ta thấy như tòa án quốc tế đã phát lệnh truy nã Tổng thống Putin Vấn đề ở đây chúng ta nhìn lại lịch sử của nước Mỹ chưa có một cựu tổng thống nào và thậm chí một tổng thống đương nhiệm nào mà bị đánh phá nhiều như cựu tổng thống Donald Trump. Kể từ trong 4 năm nhiệm kỳ của ông, chính ông cũng phải chật vật biết bao nhiêu sự việc đánh phá của truyền thông. Và rồi sau khi ông thôi làm tổng thống thì họ vẫn tiếp tục đánh phá và đặc biệt khi gần đến cuộc bầu cử giữa kỳ thì sự đánh phá lại nổi lên một lần nữa bởi vì ông vẫn đang mong muốn trở lại cuộc đua bầu cử hay ít nhất là người ta vẫn đang sợ rằng ông sẽ trở lại tòa bạch ốc. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến cho từng người chúng ta nếu ai tình ý cũng có thể nhận định và phân tích tình hình ai là tránh ai là phải bởi lẽ thời nay nhân loại đang đối diện không phải với một đảng phái chính trị nào đó là dân chủ hay cộng hòa mà con người đang đứng trước sự hủy diệt giữa hai thế lực và cụ thể đó là thế lực sự giữ và rồi con người có khôn ngoan chọn thế lực sự thiện đó là ai là đấng nào là vị nào để mà bảo vệ mình hay không thì con người với mong có thể vượt qua được những chứng ngại vật và đặc biệt là sự hủy diệt sắp tới kể về tài chính kinh tế lẫn một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ bất kỳ lúc nào. Bởi luôn có đó một thế lực họ muốn làm chủ cả thế giới này. Họ thành lập nhiều tổ chức khác nhau Liên Hiệp Quốc và tổ chức một thế giới và rồi họ mong muốn rằng quyền lực của họ sẽ nằm trọn trong tay của mình trên tất cả các quốc gia trên thế giới trở lại với cựu tổng thống đó là Trump vào ngày 18 tháng 3 vừa qua nói ông dự trù bắt vào thứ ba tuần tới và kêu gọi biểu tình theo CNN đưa tin là như vậy ông Trump cho biết như vậy giữa lúc cơ quan công lực New York có thể truy tố ông liên quan vụ chi tiền bịt miệng tài tử phim kêu dâm Stormy Daniel đó là cách nói của giới truyền thông đang cùng kích ông. Còn sự thật có phải là như vậy hay không? Thì hẳn nhiên những người dân của chúng ta không ai có thể nắm bắt được. Cựu Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội ý nói chính ông. Ứng cử viên Cộng hòa hàng đầu và cựu Tổng thống Hoa Kỳ sẽ bị bắt vào thứ ba tuần tới. Việc tình đi giành lại đất nước đi. Như NBC News đưa tin vào ngày thứ Sáu, cơ quan an ninh và công lực liên bang tiểu bang lẫn địa phương bàn bạc suốt tuần này về cách chuẩn bị truy tố cựu Tổng thống Donald Trump ngay tuần sau. Trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của tránh biện lý Manhattan về vụ bà Daniels, Ông Trump nếu bị truy tố sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử và lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị truy tố hình sự. Sự kiện đó sẽ làm thay đổi nhanh chóng cục bàn luận chính trị xung quanh nhân vật gây chỉ rẽ này. Đó là theo tờ báo Thiên về Đảng Dân Chủ đã viết như vậy. Và tờ báo nói tiếp là sẽ ảnh hưởng tới nỗ lực của ông trở lại tòa bạch ốc. Tháng 11 năm ngoái, ông Trump tuyên bố tái tranh cử Tổng thống năm 2024. Và ngày thứ Bảy, cựu Tổng thống ông Trump không nói tại sao ông dự trù xe bắt thời gian qua Ông yêu cầu đội ngũ của ông kích động hộ viên và tin rằng bị truy tố sẽ có lợi cho ông và chính trị. Nhiều người biết vụ này cho CNN hay như thế. Như vậy tất cả đều là một bức màn mà người dân không thể nào nắm rõ được. Báo chí chỉ đưa và nói rằng có một người cho biết thông tin CNN và rồi những thông tin đó phải chăng là những khoe đang chống lại. Một cựu tổng thống Hoa Kỳ. Và họ nói rằng dự trù sẽ thêm một nhân chứng sẽ ra khai vào thứ hai trước Đại bộ Thẩm đoàn đang điều tra vụ trả tiền bịt miệng bà Deino theo một người biết của đề trao này và hiện chưa rõ đó có phải là nhân chứng cuối cùng trước khi Đại bộ Thẩm đoàn bỏ phiếu chi tối hay không. Xin thưa rằng tất cả những nhân chứng này họ có thể đưa ra cả hàng trăm và thậm chí hàng ngàn người bởi số tiền của họ có thể mua chuộc được bất kỳ ai có thể vu khống cho bất kể ai mà họ muốn. Kính thưa quý bà, cô bác và quý anh chị. Chúng ta đã biết bắt đầu vào năm 1959 tất cả các cựu tổng thống còn sống được nhận tiền hưu bổng một văn phòng làm việc và một ban nhân sự. Tiền hưu bổng đã được tăng nhiều lần với sự chấp thuận của quốc hội. Các tổng thống về hưu hiện nay nhận được tiền hưu bổng theo tiền lương của các bộ trưởng nội các của các chính phủ đương nhiệm là 191.300 đô la Mỹ tính đến năm 2008. Một số cựu tổng thống cũng nhận tiền hưu bỏng quốc hội theo đạo luật cựu tổng thống như đã được tu chính cũng cung cấp cho các cựu tổng thống Mỹ du hành và những đặc quyền ưu tiệt. Tính đến năm 1997, tất cả các cựu tổng thống và gia đình của họ đều được Sở Mật vụ Hoa Kỳ bảo vệ cho đến khi cựu tổng thống qua đời. Cựu tổng thống cuối cùng được Sở Mật vụ Hoa Kỳ bảo vệ trọn đời, đó là Bill Clinton các cựu tổng thống về sau này như George Bush và các cựu tổng thống tương lai sẽ được Sở Mật vụ Hoa Kỳ bảo vệ tối đa là 10 năm sau rời nhiệm sở. Như vậy có cả cựu tổng thống Donald Trump. Một số tổng thống đã có sự nghiệp tương đối nổi bật sau khi rời nhiệm sở. Ví dụ tiêu biểu như William Hogwarts đã trở thành thẩm phán trưởng Hoa Kỳ. Herbert Hoover làm việc trong chương trình tái tổ chức chính phủ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng ta tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2023 Có 5 cựu tổng thống còn sống Cựu tổng thống còn sống cao tuổi nhất đó là Jimmy Carter Và trẻ tuổi nhất đó là Barack Obama Và cựu tổng thống qua đời gần đây nhất là Tổng thống George Bush Vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 ở tuổi 94 Như quý vị đã biết Cựu tổng thống Mỹ được trợ cấp chi phí đi lại sau khi hết nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ đưa ra một dự luật về trợ cấp 200.000 đô la Mỹ trên một năm. Nhưng chúng ta nhìn lại, trước đó nữa, cựu Tổng thống Obama có đắt bác bỏ vào năm 2016, theo tòa Bạch Ốc cho biết. Ngoài khoản lương hưu cố định, các cựu Tổng thống còn có thể yêu cầu trợ cấp thêm để chi trả các khoản như lương nhân viên và văn phòng, theo tờ Money cho biết. Ví dụ, cựu Tổng thống George Bush đã từng nhận thêm là 1,098 triệu đô cho tiền chi phí văn phòng vào năm 2015, nhiều nhất trong số trợ cấp cho các cựu tổng thống vào năm đó. Theo hãng tin Guardian, Ủy ban điều tra Hạ viện đã khuyến nghị Bộ Tư pháp điều tra cựu tổng thống về các tội danh như sử dụng nội dậy, âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ, âm mưu đưa ra tuyên bố sai sự thật và cản trở thủ tục tố tụng chính thức. Các kiến nghị là kết quả sau 18 tháng điều tra của Ủy ban này về vụ bạo loạn và vai trò của cựu tổng thống trong trước, trong và sau vụ việc Điều tra viên cho biết kiến nghị của họ dựa trên bằng chứng đầy đủ cho thấy cựu tổng thống vi phạm các đạo luật khác nhau như sử dụng hỗ trợ và kích động bạo lực, cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực, âm mưu lừa gạt, đưa ra tuyên bố sai sự thật và các đạo luật khác. Thì những đề nghị nêu trên được cho là chỉ mang tính tượng trưng vì Bộ Tư pháp của Mỹ không bắt buộc phải xem xét các khuyến nghị từ các ủy ban của quốc hội. Bộ Tư pháp cũng đang tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ bạo loạn và chưa rõ cơ quan này có thực hiện cuộc điều tra nào khác theo khuyến nghị của Ủy ban điều tra viện hay không. Theo hãng tin Reuters, yêu cầu của Ủy ban gửi tới Bộ Tư pháp đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Quốc hội Mỹ đề nghị truy tố hình sự đối với một cựu tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Theo Guardian thì bình luận kiến nghị đã đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong cuộc chiến giữa Ủy ban điều tra và những tổ chức mà cựu tổng thống đó Trump trước đây ông đã tuyên bố là sẽ tắt cạn đồng lầy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng